Kính thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam đang có mặt tại nhà Phú Lâm vào sáng nay tại thành phố San Jose. Một không khí rất là nhộn nhịp, tưng bừng và có cái điều thưa quý vị rất là thú vị, bởi chúng tôi bắt gặp lại những cái giọng nói rất là thân quen mà chúng tôi đã quen từ thuở còn thơ ấu, đó là giọng nói của vùng Hội An của miền Trung Việt Nam. Thưa quý vị, tại đó có ngôi trường trung học rất là nổi tiếng, đó là ngôi trường Trần Quý Cáp. Và hôm nay là ngày hội của cựu học sinh giáo sư của trường Trần Quý Cáp Hội An trước đây. Và chúng tôi có hân hạnh được tiếp chuyện với ông Nguyễn Đình Lê, hội trưởng. Cho phép chúng tôi thay mặt Nhật báo Kali Today xin cảm ơn anh đã có tổ chức buổi rất là tuyệt vời như vậy và có được cơ hội được phỏng vấn anh. Thưa anh. Dạ, cảm ơn. Dạ. Cảm ơn anh Nam, cảm ơn Nhật báo và đài truyền hình Việt Today. Tôi là Nguyễn Đình Lê, học sinh của trường trung học Trần Quý Cáp Hội An. Thưa anh, học sinh trường trung học Trần Quý Cáp Hội An được xây dựng năm 1952 tại Hội An, là một trường lớn, vào hạng lớn nhất của tỉnh Quảng Nam lúc bấy giờ. Trường trung học Hội An mang tên anh hùng Trần Quý Cáp. Anh hùng Trần Quý Cáp là một người đã tham gia phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp, đòi chống siêu cao thuế nặng, và cuối cùng bị Việt gia phản bội và bắt anh hùng Trần Quý Cáp giao cho quân Pháp, và cuối cùng anh hùng Trần Quý Cáp đã chịu một bản án tử hình yêu trảm, tức là chém ngang lưng. Thưa quý vị, trường học Trần Quý Cáp Hội An thành lập năm 1952 đến nay đã đào tạo được hàng vạn công dân tốt cho xã hội miền Nam, lúc bây giờ đã cung ứng cho chiến trường một nguồn nhân lực đáng kể, và Trần Quý Cáp Hội An đã hấp thụ được một giá trị giáo dục nhân bản, khai phóng và dân tộc của miền Nam Việt Nam thân yêu. Giá trị đó đến ngày hôm nay chúng ta đã thấy rõ, một thành phố Hội An, một con người Hội An tử tế. Hôm nay chúng tôi toàn thể người anh em từ khắp nơi trên thế giới về đây, từ Canada, từ Úc Châu, từ Âu Châu, từ Việt Nam qua rất nhiều, và tụ họp về San Jose này. Đây là bước đầu tiên, lần đầu tiên tại San Jose tổ chức hội ngộ này, và đến hôm nay coi như cũng đã gần thành công rồi, còn lễ khai mạc nữa là xong. Chúng tôi xin ngỏ lời chào mừng đến quý vị, quý anh em học sinh trường Cao Hội An trên thế giới không có dịp về hội ngộ về hôm nay, và gửi lời chúc các anh, hẹn hò các anh trong những dịp tới, sắp tới được về đây đông đủ hơn. Thành thật cảm ơn quý vị. Dạ, thưa cảm ơn anh Lê, và xin chúc anh em cựu học sinh và giáo sư Trần Quý Cáp khắp nơi đến với San Jose và thưởng thức cái tình thân hữu, tình đồng hương, và chúng ta hội ngộ với nhau thật là tuyệt vời. Xin cảm ơn anh. Dạ. Cảm ơn anh Nam, cảm ơn Nhật báo cáo. Kính thưa quý vị, trong lúc mà chúng tôi tham dự ngày hội của cựu học sinh, cựu giáo sư trường Trần Quý Cáp Hội An, chúng tôi bắt gặp nhiều gương mặt từ Úc Châu, từ Canada, từ Việt Nam, từ Âu Châu về dự. Trong đó tôi được gặp một giáo sư đến từ Hoa Đình Đốn. Xin trân trọng kính chào anh. Phan Đình Trân. Dạ, tôi tên là Phan Đình Trân. Nghe rằng ở Bắc Cali có tổ chức họp mặt của cựu, do ban tổ chức là cựu học sinh tại Bắc Cali tổ chức, gồm có thầy giáo và các học trò qua nhiều thế hệ cùng thân hữu, thì tôi bôn ba, tôi từ Việt Nam qua, tôi ở Seattle, tôi biết đấy, tôi ngồi tàu bay không được, tôi phải đi xe ô tô để xuống đấy tôi gặp thân hữu, gặp học trò, tôi rất vô cùng mừng rỡ, và tôi cảm ơn Bảo Cali tôi đấy, cảm ơn Bảo Cali đấy đã cho phép tôi được có tiếng nói từ tấm lòng phương xa. Tôi thương yêu những người ở hải ngoại, họ là người xa quê, họ xa quê, cho nên là tôi cảm ơn nhà báo. Đồng thời ở đấy chúng tôi một người cá tình yêu cũ, tình ngôi cùng vô một ngôi trường, chúng tôi cần chứng sống dưới mái trường êm đềm của những ngày đã qua. Và chúng tôi gặp là chúng tôi vừa vô cùng hân hoan, và một lần nữa chúng tôi cảm ơn Bảo Cali Today đã cho phép tôi
được bày tỏ cái tấm lòng của người phương xa khi gặp những gương mặt cũ mà chúng tôi hằng thương yêu, và chúng tôi cũng không hổ thẹn, chúng tôi đã truyền đạt một cái nền giáo dục khai phóng dân tộc. Và rằng mong rằng tôi mà về được cả Nam Cali thì ngày nào tôi cũng đọc, không thì tôi thì mượn computer tôi đọc thôi.